Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Hoa Hương Nguyệt lôi kéo trầm tường liên tục bay vọt loại tốc độ này nhanh đến mức để trầm tường không thở nổi. Hoa Hương Nguyệt dĩ nhiên không cân nhắc cảm thụ của hắn, cứ như vậy mang theo hắn trở về Thái Vũ môn. Hắn âm thầm dùng sức nặn nặn Hoa Hương Nguyệt tay ngọc khi trầm tường bị hoa hương nguyệt bỏ vào cổ đông thần cùng vũ khai minh trước mặt thời điểm hắn đã người không giống người tóc ngổn ngang y phục trên người cũng linh tinh sắc mặt vẫn có chút tái nhợt ta đem tiểu tử này an toàn đuổi về tới hoa hương nguyệt ném câu nói này liền dẫn hơi tức giận rời đi cổ đông thần cùng vũ khai minh hơi kinh ngạc hoa hương nguyệt vì sao lại sinh khí bọn họ suy đoán là trầm tường chọc giận hoa hương nguyệt trầm tường đương nhiên biết hoa hương nguyệt đang tức giận cái gì. Chỉ là vẫn là nghĩ không hiểu các nàng vì sao lại bởi vì việc kia sinh khí, không phải là không thu nàng làm nha hoàn sao. Trầm tường sắp tới đã bị Vũ Khai Minh cùng cổ đông thần dẫn tới một gian trong mật thất bộ dáng của bọn họ rất là cẩn thận, nơi này đã là thái vũ huyền cảnh, bọn hắn đều như vậy. Có thể thấy được chuyện bọn hắn kể rất bảo mật, có cái gì cũng sắp nói đi. Luyện đàn sư thời gian nhưng là rất quý giá. Trầm tường lười biếng mà nói rằng, hắn hơi mệt chút, hắn bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đi trồng chút hoa hoa thảo thảo. "Luyện một ít đan cái gì?" Cổ Đông Thần nói rằng, tiểu sư thúc Tiếu Tử Lương đã từng là cái kia lão phong tử đối thủ một mất một còn, nhưng hiện tại nhưng thành lập một cái Tiêu Diêu tiên Hải. "Ta lo lắng hắn mưu đồ gây rối, cho nên cho ngươi đi hỏi một chút cái kia lão phong tử, điều này có thể làm cho ta biết được càng nhiều một ít hữu quan với Tiếu Tử Lương sự tình." ta tin tưởng hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú nghe được muốn đi tìm người điên kia sư phụ trầm tường đột nhiên cảm thấy cả người đều có một loại khó chịu nói không nên lời hắn lần trước lúc đi ra cũng đã nói sẽ không lại đi chỗ đó tại sao các ngươi không đi trầm tường hừ một tiếng mặc dù nói hoàng cẩm thiên là sư phụ của hắn nhưng hắn cùng sư phụ này chung sống một quãng thời gian đối với này tính tình của sư phụ hiểu rất rõ nếu như hắn đi tìm hoàng cẩm thiên nhất định sẽ không thể thiếu một phen dằn vặt cái kia lão phong từ dằn vặt lên người đến rất cao minh sẽ không để cho ngươi chết đi cũng sẽ không khiến ngươi trọng thương nhưng cũng để hắn chung thân khó quên cho ngươi cả ngày sinh hoạt ở sợ hãi dưới ngươi là hắn đồ đệ quan hệ gần hơn một ít hơn nữa cái kia sóng gió lớn muốn tới ngươi đi hỏi hỏi hắn đối với này có ý kiến gì không Cổ đông thần gượng cười nói, nói rằng muốn đi tìm cái kia lão phong tử, hắn cùng Vũ Khai Minh tất cả đều là phi thường sợ hãi. Nhìn ra được bọn họ không ít bị giàn vặt, Vũ Khai Minh cười khổ nói, nói thật mỗi khi chúng ta chuẩn bị muốn độ niết bàn kiếp thời điểm đều sẽ đi tìm này lão phong tử. Tại độ kiếp phương diện hắn vẫn là rất có một bộ. Cổ đông thần thở dài một tiếng, trong con ngươi trải qua một vệt vẻ sợ hãi, hắn vượt qua nhiều lần như vậy niết bàn kiếp nhất định là đi tìm quá Hoàng Cẩm Thiên không ít lần, kết quả có thể tưởng tượng được ra. Tiểu đầu chọc ngươi độ niết bàn kiếp thời điểm tại sao không hỏi trưởng giáo của ngươi lão đại. Hơn nữa đi tìm cái kia lão phong từ ngươi đây không phải là đi tìm ngược sao. Trầm tường hỏi, ngươi cho rằng ta đầu óc có thói xấu nha. Nếu như trưởng giáo lão đại có thể giúp ta giải quyết nan đề ta sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như thế sao? Vũ Khai Minh thở dài nói. Liễu Mộng Nhi là muốn độ niết bàn kiếp. Hắn vốn định để cổ đông thần cùng nàng chia sẻ một ít kinh nghiệm nhưng hiện tại xem ra giống như không hề có tác dụng. Tại sao tiểu mau đầu không thể giải quyết ngươi nan đề? Trầm tường hỏi tới, bởi vì mỗi người niết bàn kiếp đều có rất lớn không giống. Ta nhiều lắm chỉ có thể nói cho sư đệ tại độ kiếp lúc phải chú ý cái gì nhưng này lão phong tử nhưng có thể sao sao bất ly mười dự đoán một người niết bàn kiếp là kiểu gì cái này cũng là hắn một bí mật lớn là cũng bị trời phạt bởi vì hắn vậy coi như là tiết lộ thiên cơ cổ đông thần hạ thấp giọng nói trầm tường trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới này lão phong tử sư phụ đã vậy còn quá lợi hại loại bản lĩnh này đúng là rất nghịch thiên sư phụ hắn là thế nào dự đoán đến trầm tường vội vàng hỏi này liền không biết hắn, năm đó sư phó của chúng ta phi thăng thời điểm. Liền lặng lẽ nói cho chúng ta, nếu như muốn thuận lợi độ kiếp hay nhất đi tìm lão phong từ. Chỉ có thể làm cho chúng ta có chí ít chắc chắn 8 phần 10 thuận lợi độ kiếp. Cổ đông thần lắc đầu nói, chắc chắn 8 phần 10. Này không chỉ có đem trầm tường sợ hết hồn, tô mị giao cùng bạch u u các nàng tam nữ cũng là như thế, phải biết độ kiếp thời điểm, rất nhiều người đều là liền một phần mười niềm tin đều không có tiểu sư thúc ngươi hay là đi tìm một chuyến lão nhân ra hắn đi hắn có biết trước lực lượng thần bí cổ đông thần nói rằng trầm tường gật đầu không thành vấn đề bất quá hay nhất làm cho ta nghỉ ngơi một ngày ta lo lắng đến thời điểm không khí lực cho hắn hành hạ nghe thấy trầm tường cổ đông thần cùng vũ khai minh tràn đầy cảm xúc bọn họ lúc này có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn về phía trầm tường ngày thứ hai, trầm tường theo cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh đi vào Thái Vũ huyền cảnh nơi sâu xa, nơi đó là Thái Vũ môn cấm địa ngoại trừ Thái Vũ môn tam đại bá chủ. Những người khác đều không thể tự ý tiến vào. Này Thái Vũ huyền cảnh bên trong bí mật còn có rất nhiều, trầm tường đến nay mới thôi chỉ là biết cái kia giam giữ hoàng cẩm thiên cấm địa. Cái khác còn có rất nhiều nơi là không thể tùy tiện đi lại. Nhìn cái kia sâu không thấy đáy to lớn hố sâu, trầm tường kiên trì, thả người nhảy vào ha ha tiểu quỷ, sao ngươi lại tới đây? Thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ồ, oh, ngươi đây cũng là tiên ma thân thể ngũ đoạn. Ai nha nha, ngươi còn có hỏa hồn, ngươi tên tiểu tử này vẫn để cho hay không nhân hoạt nha. Hoàng cẩm thiên giống như trước đây, mái đầu bạc trắng rối tung, cả người bẩn thỉu. Bất quá hắn cặp kia sắc bén ánh mắt lại phóng một loại hào quang kỳ dị phía dưới này là có ánh sáng, trầm tường thấy tiện nghi của mình sư phụ bị giam ở chỗ này lâu như vậy, âm thầm đáng thương hắn. Sư phụ, tất cả những thứ này đều là nhờ lão nhân ra người phúc. Ta mới có này vận khí tốt, trầm tường cười cợt đảo, vỗ vỗ vuốt đuôi, nói không chắc là có thể thiếu chịu một điểm dằn vặt. Hoàng Cẩm Thiên cười đến như cái bướng bình hài từ. Thấy hắn loại nét cười kia, trầm tường cười không nổi, mà là muốn khóc. Đến, để sư phụ ngắm nghĩa cẩn thận hoàng cẩm thiên nói cặp kia khô gầy mạnh mẽ tay giường như hai đạo như chớp giật theo tại trầm tường trên bả vai sau đó đó là từng đợt kêu thảm thiết chuyện tới để cổ đông thần cùng vũ khai minh ở phía trên nghe được tê cả ra đầu bọn họ đã từng cũng như vậy kêu to quá hơn nữa còn là rất nhiều lần trầm tường chỉ cảm giác mình như là bị hoàng cẩm thiên cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ tỉ mỉ nghiên cứu trong cơ thể lưu truyền hoàng cẩm thiên loại chân khí mạnh mẽ kia thân thể giống như bị bốn phương tám hướng dùng để lực lượng đè ép. Không tồi không tồi, ngươi tiểu tử này trưởng thành tốc độ so với ta theo dự liệu phải nhanh. Ha ha, theo Hoàng Cẩm Thiên bộc phát ra cái loại này điên điên khùng khùng ác tâm tiếng cười trầm tường cuối cùng kết thúc như địa ngục rằn vặt đây cũng là sắp tới hai canh giờ. Mau dậy đi, đừng lãng phí thời gian, muốn tu luyện. Hoàng Cẩm Thiên đá trầm tường eo trầm tường vô lực rên rỉ nói, sư phụ, đồ nhi hiện tại liền động đều không nhúc nhích được, để đồ nhi nghỉ ngơi một nhóm đi. Người câu nói này ta tại trước đây nghe qua rất nhiều khắp cả. Người đã nói, sư huynh của ngươi từng nói, sư huynh của ngươi mấy cái tiểu đồ đệ cũng đã nói. Khà khà, nhưng ta cuối cùng đều có thể chứng minh bọn họ đang nói dối. Bởi vì bọn hắn vẫn bắt đầu năng động, hoàng cẩm thiên nói thả ra một cỗ lực lượng đem trầm tường lấy lên để hắn trôi nổi trên không trung thống khổ lại lập tức lan tràn trầm tường toàn thân điều này làm cho hắn lập tức gào thét lên hô ta năng động ta bây giờ liền tu luyện trầm tường hạ xuống sau khi căn bản không có đặt câu hỏi cơ hội tình cờ có đặt câu hỏi hầu như nhưng hoàng cẩm thiên nhưng coi như không có nghe thấy như vậy như vậy nhoáng lên liền đã qua ba tháng sắp xỉ rồi, ngươi tiểu tử này căn cơ gần như vững chắc trước ngươi tăng lên quá nhanh, tuy rằng ngươi đúng lúc củng cố tu vi, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. Ngươi sau đó tốt nhất là lấy sạch tới nơi này, bằng không ngươi sau đó đừng nghĩ tại thiên giới hỗn hảo. Hoàng Cẩm Thiên vẻ mặt thành thật mà nói rằng, hiện tại hắn không có cái loại này điên điên khùng khùng dáng dấp, ngược lại là rất có một phen nghiêm sư giáng dấp. Trầm tường bị Hoàng Cẩm Thiên dằn vặt ba tháng, nhưng vẫn là đến gượng cười nói đa tạ sư phụ đồ nhi cần tuân giáo huấn trước ngươi hỏi vấn đề hỏi lần nữa đi không có chuyện ngươi tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không tới tìm ta này lão đầu nhi hoàng cẩm thiên cười mắng trầm tường lúng túng cười cười hỏi sư phụ ngươi còn nhớ rõ cái kia tiếu tử lương sao hắn bây giờ lấy cái cái gì tiêu diêu tiên hải đoạn thời gian trước còn bị ta mạnh mẽ làm thịt một cái ta nghĩ biết có liên quan với hắn một ít tỉ mỉ sự tình ta lo lắng sẽ bị hắn trả thù bởi vì ta để hắn tổn thất rất nhiều. Tiếp đó, trầm tường đem khi nhật tại phiêu hương thành quảng trường sự tình tỉ mỉ nói một lần. Hoàng Cẩm Thiên sau khi nghe xong, lập tức điên điên khùng khùng cười lớn lên, người yên tâm, tiếu tử lương gia hỏa này tuy rằng có điểm bụng dạ hẹp hòi, nhưng nhân vẫn không tính là quá xấu. Hắn không ngu ngốc, hắn khẳng định nhìn ra được ngươi là đồ đệ của ta, mượn một vạn cái chó đảm cho tên khốn này, hắn đều không dám động ngươi, càng không dám hơn động thái vũ môn hắn thành lập cái gì kia chó má tiêu diêu tiên hải, nhiều lắm đều chỉ là vì xuất một chút khí. Tuy rằng này hoàng cẩm thiên điên, nhưng lời của hắn nói nhưng rất có thể tin. Điều này làm cho trầm tường thở phào nhẹ nhõm. Tiếu tử lương là một chó đảm rất nhỏ ra hỏa ta nhìn hắn là mới vừa vượt qua niết bàn kiếp thất kiếp mới dám đi ra diệu võ dương uy. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu mau đầu cũng đã vượt qua tám cướp tiếu tử lương tuy rằng sống được uất ức nhưng hắn nhưng còn có thể sống đến bây giờ đã không tồi năm đó thời kỳ đó người đến bây giờ cũng còn lại không có mấy đại đa số đều là tại niết bàn kiếp thời điểm liền không còn sót lại một chút cặn hoàng cẩm thiên thở dài nói trầm tường hiện tại biết niết bàn cảnh cũng không phải là lợi hại như vậy chi ít bọn hắn đều e ngại niết bàn kiếp tiếu tử lương chế phù bày trận khá là lợi hại nếu như ngươi có yêu cầu trực tiếp đi tìm hắn là được hắn xem thể diện của ta trên nhất định sẽ giúp ngươi hoàng cẩm tiên khẽ mỉm cười sờ sờ cái kia tràn đầy đầy mỡ râu mép trầm tường âm thầm vui vẻ có như thế một cái lợi hại sư phụ hắn cảm thấy nếu như sư phụ này không điên điên khùng khùng lại hiền lành một ít liền hoàn mỹ như vậy sau đó hắn cũng có thể thường thường hạ xuống liền sẽ không mỗi lần hạ xuống lúc đều cảm thấy muốn xuống địa ngục như vậy. Sư phụ, ngươi có thể biết trước đúng không? Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người độ niết bàn kiếp lúc đã phát sinh tình hình. Trầm tường hỏi, người nào? Nàng gọi Liễu Mộng Nhi là thần binh thiên quốc nữ hoàng đế. Đúng rồi, trước đó cái kia gọi là thần binh môn. Trầm tường vội vàng nói rằng, một mặt chờ mong các loại hoàng cẩm thiên trả lời. Hoàng Cẩm Thiên cái kia thâm thúy con mắt tránh qua một vệt dị dạng tia sáng, cái đôi này thần phu thê con gái, hảo tiểu từ. Người cùng nàng tốt hơn. Nàng bây giờ nhưng là niết bàn cảnh, người tiểu tử này đối phó nữ nhân năng lực vẫn chính là để sư phụ kinh ngạc. trầm tường cười khan nói, vẫn tính giống như vậy. Sư phụ ngươi biết nàng cha mẹ, nhận thức nàng cha mẹ là ta cùng thời đại nhân vật hơn nữa so với ta mạnh hơn, chuyện này đối với phu thê cổ quái cực kỳ khiến người ta cảm thấy bọn họ không giống phàm giới trung nhân. Nói chung ngươi cùng nữ nhi của bọn bọ tốt hơn là một chuyện tốt, đây chính là đồ đệ của ta người vợ. Khà khà, Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ trầm tường vai, cười nói, thật có ngươi. Trầm tường đã sớm biết liễu mộng nhi cha mẹ bất phàm. Nhưng không nghĩ tới liền Hoàng Cẩm Thiên cũng không biết xác thực sự tình. Ngươi chờ một chút ta giúp ngươi toán toán hoàng cẩm thiên nói chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay lòng bàn tay mặt trên hiện ra một cái thái cực âm dương đồ hắn hai con mắt cũng dần dần biến thành hắc bạch hỗ triền nhanh chóng xoay tròn âm dương thái cực đồ trầm tường nhìn hoàng cẩm thiên trên bàn tay cái kia thái cực đồ kinh hãi không ngớt đặc biệt là thấy cái kia thái cực đồ mặt trên hiện ra rất nhiều lung ta lung tung văn tự càng là cảm thấy khó mà tin nổi ba ngày ba đêm đã qua hoàng cẩm thiên vẫn đều kéo dài loại trạng thái kia trầm tường cũng kiên trì đang đợi tuy rằng hắn không biết hoàng cẩm thiên làm như thế nào nhưng cũng biết hoàng cẩm thiên nhất định là chiếm được một loại nào đó kỳ ngộ mới có thể nắm giữ loại năng lực này hoàng cẩm thiên mở mắt bên trên lòng bàn tay của hắn cái kia khéo léo thái cực âm dương đồ hóa thành một cái nho nhỏ âm dương cầu hắn cau mày nói rằng tiểu nha đầu này niết bàn kiếp đã vậy còn quá khủng bố Chẳng lẽ trong cơ thể nàng nắm giữ một loại nào đó lợi hại đồ vật?" Trầm Tường gật đầu nói, "Sư phụ, trên người nàng có hỏa hồn, đó là màu tím dị hỏa hồn." "Không chỉ là có hỏa hồn, hẳn là còn có một cái trúc hỏa đồ vật, nàng hỏa hồn hẳn là hỏa hàn thuộc tính đi." Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, "Liễu Mộng Nhi trên người không chỉ là có hỏa hồn, còn có chu tước nhu tình ti, đây đều là lợi hại đồ vật, hiện tại hắn không thể không bội phục sư phó của hắn." dĩ nhiên có thể cái này đều có thể đoán được. Trầm tường gật đầu, hắn vừa muốn nói, Hoàng Cẩm Thiên nhưng ngăn cản nói, không cần nói cho ta biết đây là vật gì, người đem cái này giao cho nàng. Làm cho nàng dung nhập trong đầu của chính mình, còn lại phải xem chính nàng. Hoàng Cẩm Thiên cầm trong tay cái kia âm dương cầu đưa cho Trầm tường, nghiêm túc dặn dò. Ở bên trong là nàng muốn đối mặt kiếp nạn tin tưởng tỉ mỉ, chỉ có thể trời mới biết ta biết nàng biết một khi tiết lộ ra ngoài vậy thì không cho phép rồi trầm tường tầng tầng gật gật đầu đem cái kia âm dương cầu thu cẩn thận sư phụ ngươi làm như thế nào ta nghĩ học trầm tường có chút kích động hắn cái kia diễn luyện pháp liền tương đương với báo trước tương lai như vậy chỉ bất quá đó là báo trước lò luyện đan tương lai mà không phải báo trước thế gian tương lai sự tình hoàng cẩm thiên lắc đầu nói ngươi không thể học bằng không ngươi sẽ chết Tuy nói nắm giữ âm dương thần mạch người có thể học tập loại bí pháp này, nhưng người bình thường nhưng không có tuổi thọ đến tiêu hao, đây là muốn giảm thọ. Nhưng sư phụ nhưng là bất tử, cho nên không sợ. Trầm Tường sừng sốt, hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ của hắn mới là một cái thần bí nhất gia hỏa, dĩ nhiên sẽ không chết. Tiểu tử, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ hắn đầu, khẽ mỉm cười. Có, ta nghĩ hỏi một chút cái kia sóng gió lớn lúc nào đến? còn có lão nhân gia ngài đối với này có ý kiến gì không cái kia sóng gió lớn chính là tam giới đại chiến hắn cũng rất lưu ý chuyện này trầm tường hỏi chuyện này hoàng cẩm thiên mi tâm ngưng lại thật lâu không nói một mặt ngưng trọng từ vừa nãy bắt đầu hoàng cẩm thiên đều là phi thường chính kinh không có cái kia điên điên khùng khùng dáng dấp điều này nói rõ hắn theo như lời nói những việc làm đều là phi thường trọng yếu trầm tường cũng không có dục mà là kiên trì đang đợi ngươi nếu đã chiếm được huyền vũ kim cương giáp như vậy ngươi nên có năng lực đi đến chỗ đó nắm một thứ như vậy đồ vật đối với ngươi hữu dụng hoàng cẩm thiên mở miệng nói rằng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một khối bố nhanh chóng ở phía trên vẽ ra rất nhiều điều đó là một bộ địa đồ hoàng cẩm thiên rất nhanh sẽ đem bản đồ kia họa được rồi hắn đưa cho trầm tường sau khi nói rằng ngươi đi đến một trăm ngàn ma sơn liền đem bản đồ này lấy ra lẽ ra có thể để hắn tìm được đường đi lấy chấn ma thần công, chấn ma thần công này dĩ nhiên là một môn thần công. điều này làm cho trầm tường thất kinh. từ khi hạ xuống sau khi tô mị dao, bạch u u cùng long tiết di sẽ không thanh âm. các nàng thật giống như là lo lắng bị hoàng cẩm thiên phát hiện. hơn nữa các nàng đều mơ hồ cảm thấy sự hiện hữu của các nàng đã bị hoàng cẩm thiên cái này cổ quái lão đầu nhi phát hiện chuyện này làm sao tu luyện chấn ma thần công sau khi có thể làm cho ngươi nắm giữ chấn ma nguyên khí. Loại này chấn ma nguyên khí là dung hợp tại chân khí của ngươi bên trong, đối phó yêu ma hai giới đồ vật có thể làm cho bọn họ chịu đến nhiều lần thương tổn, này chấn ma nguyên khí không tốt học. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể học được sẽ. Hoàng Cẩm Thiên giải thích. Trầm tường hơi nghi hoặc một chút hỏi, sư phụ, ngươi chẳng lẽ không hiểu này chấn ma thần công sao? đây chính là một trăm ngàn ma sơn, rất nguy hiểm. Người tiểu tử này liền nơi này cũng dám hạ xuống, còn sợ đi chỗ đó một trăm ngàn ma sơn sao? Hoàng Cẩm Thiên cười mắng. Chấn ma thần công chỉ có đối phó yêu ma giới gia hỏa mới có tác dụng, đối phó nhân giới võ giả một chút tác dụng đều không có. Cái kia sóng gió lớn đến thời điểm yêu ma giới đồ vật đều sẽ đã chạy tới, chấn ma thần công tác dụng liền đánh. trầm tường le lưỡi tam giới đại chiến không có tới đương nhiên sẽ không có người đi học này vô dụng võ công. Trấn ma thần công tâm tích là thái vũ tổ sư ra truyền xuống, liền tiểu mau đầu cũng không biết ngươi đi một trăm ngàn ma sơn lấy là được tuy rằng có điểm nguy hiểm. Nhưng ngươi nhất định có thể ứng phó chiếm được. Tam giới đại chiến không phải là nói giỡn sự tình đến thời điểm nhưng là rất tàn khốc đừng nói loại người như ngươi tiểu lâu la. Niết bàn cảnh đều phải chết một nhóm lớn. Hoàng Cẩm Thiên thở dài nói trầm tường cũng khổ thán một tiếng bởi vì hắn dĩ nhiên đuổi tới cơn bão táp này. Hơn nữa hiện tại vẫn không có xác định lúc nào muốn tới. Có rãnh rỗi liền cút nhanh lên lên đi, đừng lãng phí thời gian. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, đúng rồi. Nhớ kỹ đừng nói cho tiểu mau đầu bọn họ chấn ma thần công sự tình, bọn họ tu luyện đối với bọn hắn không có lợi, bọn họ không thích hợp tu luyện này võ công. Trầm tường còn chưa kịp nói lời từ biệt lại bị hoàng cẩm thiên một cước cho đạp lên đi tới tiểu đầu chọc ta sống sót trở về trầm tường nằm ở mặt cỏ trên nhìn long lanh dương quang cười to nói chúc mừng sư thúc có thể bình an trở về vũ khai minh cũng cười nói hắn nhưng là ở chỗ này chờ ba tháng hắn không thể không bội phục trầm tường có thể ở phía dưới ngao lâu như vậy trước đây hắn cùng cổ đông thần nhiều lắm chính là cá biệt nguyệt trầm tường chấn với tiếu tử lương sự tình chuyển cáo cho cổ đông thần cùng vũ khai minh sau khi liền vội vã trở về thái đan vương viện đi chăm sóc hắn những ngày linh dược hắn đi tham gia đan hương đào nguyên thịnh hội đi tới ba tháng tại cái kia cấm địa bên trong cùng hoàng cẩm thiên lại ở lại sững sờ ba tháng nửa năm qua đầu đều thường thường cô Đọng hoàng kim long tiên hiện tại đã có rất nhiều rồi trầm tường dự định lâm chiếu vào hoàn hồn thảo kia cùng cửu nguyên tiêu tốn, hơn nữa còn muốn dùng lên cái kia 10 giọt vạn năm linh nhũ. Hắn phải nhanh chóng bồi dưỡng ra nhiều hơn chút hoàn hồn thảo cùng cửu nguyên hoa. Sư phụ của ngươi vẫn lợi hại, hắn hẳn là bất tử tộc, đây là một cái nắm giữ vô hạn tuổi thọ thần kỳ chủng tộc mà ở ở trong chủng tộc này người lại nắm giữ âm dương mạch. Vậy thì càng thêm yêu kỳ hoa. Lòng Tiết Di kinh thán liên tục, hiện tại nàng rốt cục dám nói chuyện hắn sau đó nhất định sẽ là một cái nhân vật huyền thoại. Bất quá hắn trốn ở chỗ này cũng rất thông minh, Tô Mị Giao nói rằng, trầm tường vội vàng hỏi các ngươi có nghe nói qua cái kia chấn ma thần công sự tình sao? Thái cổ thập đại kỳ công lót đáy, luyện chế độ khó cao không nói, tác dụng không lớn. Ngoại trừ dùng để đối phó yêu ma giới sinh linh, cái khác liền không còn gì khác. Bạch U U nói rằng trầm tường tại cái kia tiểu dược viên bên trong nhìn hoàn hồn thảo kia cùng cửu nguyên hoa cẩn thận từng ly từng tí một mà đúc hoàng kim long tiên hoàn hồn thảo có thể có thể mọc ra thảo tử đến cửu nguyên hoa cũng có thể mọc ra hoa tử bất quá đều cần sinh trưởng đến vạn năm mới được chỉ cần có thể mọc ra những đồ vật này ngươi là có thể lấy này làm hạt giống lượng lớn trồng bình thường là năm ngàn năm thành thục Tô Mị Giao nói rằng, nàng cũng hiểu được Long Tiên Công, trước đây cũng không ít làm loại chuyện này, có phong phú kinh nghiệm. Ba ngày qua đi, Liễu Mộng Nhi cho hắn hoàn hồn thảo cùng cửu nguyên dành cho lượng lớn hoàng kim Long Tiên Đúc Hạ đều mọc ra có thể sinh sôi nảy nở hạt giống. Mỗi người có 10 hạt. Hoàn hồn thảo này cùng cửu nguyên hoa vẫn chủng loại ở chỗ này, chuyên môn dùng để trồng ra hạt giống, những linh thảo này linh hoa có thể vô hạn sinh trưởng xuống hơn nữa càng dài càng tốt, ngươi cái kia thanh huyền quả thụ chính là một cái ví dụ. Tô Mị Giao nói rằng, trầm tường âm thầm kích động, hắn vội vàng gieo xuống năm viên hoàn hồn thảo cùng năm đóa cửu nguyên hoa. Hắn dùng lượng lớn hoàng kim long tiên đúc mà hoàng kim long tiên rất nhanh sẽ dùng hết rồi, hắn cô động nửa năm nhưng không tới nửa tháng liền toàn bộ dùng xong. Lúc này hắn không thể không sử dụng cái kia vạn năm linh nhũ, bởi vì cái kia năm viên hoàn hồn thảo cùng năm đóa cửu nguyên hoa đều sắp muốn thành quen, chỉ cần nhất thành thục. Hắn là có thể đưa cho liễu mộng nhi, hắn bây giờ có năm hạt bạch ngọc hạt sen, một hạt làm chủng loại, bất quá có thể dùng địa ngục linh chi bổ khuyết trên, bởi vậy. Thì có năm phần hoàn hồn đan dược liệu, lại qua hai ngày, trầm tường vạn năm linh nhũ đã dùng xong, tuy rằng tiêu hao hết hắn hoàng kim long tiên cùng vạn năm linh nhũ, nhưng hắn nhưng cảm thấy hết sức kích động bởi vì hắn đã thành công trồng ra năm viên hoàn hồn thảo cùng ngũ đoạn cửu nguyên hoa đây đều là luyện chế hoàn hồn đan vị thuốc chính tài nếu như lại cho hắn một ít thời gian hắn liền bạch ngọc hạt sen đều có thể trồng ra một đống lớn được trầm tường cả ngày đều nắm tại cái kia tiểu dược viên bên trong mặc kệ ai tới tìm hắn Hắn đều không gặp mãi đến tận chuyện của chính mình hoàn thành, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, hắn đến bây giờ cũng không có nhìn thấy Đan trưởng lão. Đan trưởng lão giống như đột nhiên mất tích như thế, tuy rằng nàng có nói quá chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài. Nhưng Trầm Tường vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cho rằng Đan trưởng lão tại thời điểm hắn cũng sẽ không buồn chán như vậy. Cả ngày có thể đùa giỡn cái này thần bí mà nữ tử cường đại hoàn hồn thảo cửu nguyên hoa bạch ngọc hạt sen đây là luyện chế vẫn mệnh đan dược liệu trầm tường đem chia làm năm phần để vào năm cái tiểu trong hộp ngọc trong đó một hộp là dùng một ít địa ngục linh chi thay thế hắn vừa mới đi ra thái đan vương viện đang định đi thần binh thiên quốc tìm liễu mộng nhi đã thấy vũ khai minh vội vàng bay tới vũ khai minh không nói hai lời lôi kéo trầm tường liền hướng trưởng lão viện bay đi giống như có cái gì việc gấp như vậy tiểu tử thúi, ngươi nhưng là để mọi người đợi được vài ngày. Cổ đông thần nhìn thấy trầm tường, lập tức nói, tại trưởng lão này trong viện có chừng 10 cá nhân, những người này hắn cũng không nhận ra, bất quá lại biết là một ít lợi hại chân võ cảnh, dĩ nhiên đều là chân võ cảnh cửu đoạn. Trưởng giáo, ta muốn đi thần binh thiên quốc tìm người, chuyện rất trọng yếu. Trầm tường nói rằng, hắn nhưng là vội vã cho liễu mộng nhi đưa tài. Còn có hoàng cẩm thiên đối với nàng độ kiếp báo trước trầm tường muốn đi thần binh thiên quốc tìm người điều này làm cho cổ đông thần trong lòng nghi hoặc hắn sớm biết trầm tường cùng liễu mộng nhi rất thân cận vẫn liên hợp lại hãm hại hắn tinh thạch bất quá tiết tiên tiên là trầm tường thê từ trầm tường đi tìm nàng cũng không có cái gì chờ một thoáng thần binh thiên quốc nữ đế sẽ đến đến thời điểm ngươi cùng với nàng quá khứ là được ta bây giờ muốn nói sự tình rất trọng yếu ngươi sau khi nghe xong muốn chuẩn bị sẵn sàng cổ đông thần nói rằng Trầm Tường gật đầu, nói vậy các ngươi cũng đều biết cái kia sóng gió lớn chuyện chứ hiện tại chỉ có một ít trong môn phái đệ tử nòng cốt mới khá là rõ ràng chuyện này. Sóng gió lớn là nhất định phải đến, bất quá bây giờ vẫn không thể nói ra bằng không sẽ thiên hạ đại loạn. Cổ Đông Thần nói rằng, lúc này lại có chừng 10 cái trưởng lão lại đây. Cái kia sóng gió lớn chính là trong truyền thuyết tam giới đại chiến, các ngươi đối với chuyện này hẳn là đều không xa lạ gì đặc biệt là trong khoảng thời gian này lưu truyền đến mức lợi hại nhất. Vũ Khai Minh nói rằng, cái kia 10 cái chân võ cảnh cửu đoạn đệ tử nghe thấy, sau khi run lẩy bẩy cả linh hồn, bọn họ đã sớm liên tưởng đến cái kia tam giới đại chiến, chỉ bất quá vẫn không có được chứng thực. Hiện tại Vũ Khai Minh nói như thế, đó chính là thật sự. Thật bất hạnh, tại thần vũ trên đại lục thì có một cái dung hợp khẩu, đến thời điểm nơi đó là yêu ma đi vào lỗ hồng cho nên chúng ta thần vũ đại lục áp lực rất lớn cổ đông thần thở dài nói trầm tường từ long tiết di si nơi nào biết được hắn vị trí cái này phàm vũ giới là đông đảo phàm tục thế giới khá lớn một cái tại phàm vũ giới mặt trên có vô biên vô hạn biển rộng trên biển đại lục cũng rất nhiều mà thần vũ đại lục xem như là một cái so sánh với vồn hoa đại lục bởi vì nơi này có thái vũ môn loại này lịch sử lâu đời môn phái nhân khẩu cũng rất nhiều nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác chính là thần vũ trên đại lục xuất hiện một cái cùng yêu ma giới dung hợp điểm, đây cũng là phàm vũ giới duy nhất lối vào. Có người nói, lần trước dung hợp khẩu cũng là tại chúng ta thần vũ đại lục, bất quá đó là 10 vạn năm chuyện. Địa điểm ngay Thập Vạn Ma Sơn. Cổ Đông Thần lại nói, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng giật mình, hắn là chuẩn bị đi Thập Vạn Ma Sơn. Năm đó dung hợp thời điểm phàm vũ giới bên trong mỗi cái đại lục cường giả đều tề tụ nơi này, liên thủ đối kháng yêu ma giới lại đây yêu ma. Năm đó cuộc chiến đấu kia mười phần thảm liệt, phàm vũ giới bên trong chết đi rất nhiều kiệt xuất cường giả. Đồng thời cũng tại lúc kia hậu thất truyền rất nhiều chân quý võ kỹ cùng luyện đan thuật các loại mà lần này lại là lịch sử tái diễn. Nghe được cổ đông thần, ai cũng biết đến thời điểm nhất định sẽ rất thảm, niết bàn cảnh đều sẽ vẫn lạc huống chi bọn họ những này tiểu lâu la. Các ngươi phải đi một chuyến Thập Vạn Ma Sơn. Các ngươi là đi nơi nào điều tra tình huống? Hiện tại Thập Vạn Ma Sơn tình huống rất không ổn. Lúc trước chết ở chỗ kia đám kia vong hồn lực lượng chính đang chậm rãi tăng cường, nếu như đường hầm sớm mở ra, chúng ta thần vũ trên đại lục người là tuyệt đối không thể ngăn cản. Chúng ta những này niết bàn cảnh đều tại liên hệ hải ngoại nhiều đại lục cường giả để bọn hắn đến đây nơi này. Đến thời điểm sẽ tổ chức một cái phàm vũ giới anh hùng đại hội. Trầm tường vẫn chỉ cho rằng thập vạn ma sơn chỉ là một mảnh hiểm ác sơn. Nhưng không nghĩ tới đây xác thực 10 vạn năm trước nhân giới đại chiến yêu ma giới địa phương. Hắn bây giờ biết Hoàng Cẩm Thiên tại sao cho hắn đi nơi nào lấy đồ vật. Để trầm tường so sánh với lưu ý chính là cái kia anh hùng đại hội đến thời điểm nhưng là cái khác đại lục cường giả đi tới phải biết phàm vũ giới nhưng là lớn vô cùng có rất nhiều cái đại lục bọn hắn tới người chắc chắn sẽ không thiếu khẳng định đều là cái loại này rất mạnh các ngươi chỉ là đi thăm dò xem tình huống thập vạn ma sơn bên trong đã xảy ra dị thường tình huống chỉ cần chân võ cảnh cửu đoạn trở lên quá khứ nơi nào đều sẽ phát sinh một trận gào khóc thảm thiết âm thanh cho dù là chúng ta ẩn nấp tu vi cũng không được ta đã từng muốn mạnh mẽ tiến vào nhưng cũng chịu đến một cỗ rất cường đại lực cản hơn nữa còn sẽ gợi ra địa chấn hiện tại mỗi cái môn phái đều phái ra chân võ cảnh cửu đoạn đi vào bên trong điều tra cho nên các ngươi sau khi đi vào phải cẩn thận một ít một có cái gì không đúng liền rút lui cho ta cuối cùng một câu cổ đông thần nói đến mức đặc biệt trọng hắn không muốn làm cho đệ tử hy sinh vũ trưởng lão, người mang theo bọn họ 10 cái đi trước tìm hiểu thập vạn ma sơn tin tưởng tình huống, để bọn hắn quen thuộc những ma khí kia. Trầm tường tại nam hoang nơi bên trong ngốc quá liền không cần, trầm tường ngươi đi theo ta. Cổ đông thần mang theo trầm tường rời khỏi, đi tới bí mật của hắn nơi ở. Trầm tường mới chân võ cảnh ngũ đoạn mà cổ đông thần cũng làm cho hắn đi thập vạn ma sơn, nhất định là có dụng ý khác. Tiểu sư túc ngươi muốn đi đâu thập vạn ma sơn? Hại không sợ sệt cổ đông thần hỏi hắn biết trầm tường là một luyện đan sư, vội sự tình rất nhiều. Hắn để trầm tường đi làm loại này chuyện nguy hiểm cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Đương nhiên không sợ, người có cái gì nói thẳng là được rồi. Trầm tường không thèm để ý nói rằng, mặc dù cổ đông thần không cho hắn đi, hắn cũng phải đi, bởi vì hắn muốn đi lấy cái kia chấn ma thần công. Được này thập vạn ma sơn tình huống bên trong rất quái dị ta hoài nghi bên trong những này vong hồn tàn dư lực lượng đều bị tập trung ở đồng thời. Bị người sử dụng cùng loại tế đàn những đồ vật này muốn làm những thứ gì như vậy cho nên mới phải hình thành một cái lợi hại bình phong. Làm cho chúng ta những này niết bàn cảnh không cách nào đi vào. Cổ đông thần thần tình nghiêm túc hắn thấp giọng nói rằng nếu như cha cũng không được gì người liền phóng hỏa đem bên trong thiêu hủy ta biết tiểu sư thúc hỏa diễm bất phàm tràn ngập trí dương trí cương lực lượng đối với những ma khí kia hẳn là có rất lớn lực sát thương trầm tường gật đầu đây là để hắn phóng hỏa thiêu sơn mà thôi đối với thập vạn ma sơn hắn cũng không thế nào e ngại hắn chỉ là so sánh với lưu ý bên trong cái kia trấn ma thần công tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu nhưng mà kia còn rất khó học đến thời điểm ta tự mình đi người để những sư huynh khác chớ vào nhập nơi sâu xa nói thật ta đi tìm sư phụ thời điểm sư phụ lão nhân ra hắn liền giao cho ta phải chú ý thập vạn ma sơn hắn vẫn cho ta đi nơi sâu xa điều tra một phen hắn nói ta có thể đảm nhiệm được chuyện này trầm tường suy nghĩ một chút biên cái lý do điều này có thể để hắn đơn độc hành động cổ đông thần cả kinh hắn biết hoàng cẩm thiên có biết trước lực lượng cho nên phi thường tin tưởng được ta cùng môn phái khác chào hỏi cái kia liễu mộng nhi muốn tới nàng hẳn là tìm đến sư muội liễu mộng nhi tới nàng trên mặt mang theo hắc xa ăn mặc một tiếng quần áo màu đen khoác áo bảo đen có vẻ khá là biết điều nàng không phải tìm đến đan trưởng lão mà là tìm đến trầm tường cổ đông thần có chút kỳ quái liễu mộng nhi muốn tìm trầm tường làm gì nhưng hắn cũng không hề hỏi nhiều để trầm tường đem liễu mộng nhi mang đi thái đan vương trong viện đây là Trầm Tường lần thứ nhất tại Thái Vũ môn bên trong cùng Liễu Mộng Nhi một chỗ. Điều này làm cho hắn không khỏi suy nghĩ miên man. Thái Đan Vương viện hiện tại chỉ có Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi, Ngô Thiên Thiên cũng không ở nơi này, nàng ở đây Vương Bài Vũ viện bên trong tiếp thu huấn luyện. Nàng cũng không giống như Trầm Tường có nhiều như vậy môn đạo đến tăng lên thực lực. Mộng Nhi tỷ, ngươi thật là ta nơi này khách quý nha. Trầm Tường lặng lẽ cười cho Liễu Mộng Nhi dâng trà vẫn đột nhiên hôn một cái nàng mặt điều này làm cho Liễu Mộng Nhi cảm thấy e thẹn không ngớt tuy rằng trong này không có những người khác nhưng là thái vũ môn địa bàn. Trong lòng nàng bao nhiêu có một ít không yên lòng. Liễu Mộng Nhi bấm một cái trầm tường bên hông thịt gắt giọng tiểu bại hoại. Mộng Nhi tỷ ngươi lần trước đi được gấp như thế, không có thấy ta đại triển thân thủ thời điểm. Thực sự là đáng tiếc nha. Trầm tường một mặt thất vọng thở dài liễu mộng nhi đương nhiên thấy trầm tường biểu hiện quả thật làm cho nàng phi thường khiếp sợ đối với trầm tường lại có càng sâu hiểu rõ nàng ôn nhu nói ta đều nghe hương nguyệt nói ngươi tiểu tử này vẫn đúng là sẽ chọc cho sự này xem nhưng là đem tiếu tử lương chọc trầm tường cười nói ta mới không sợ hắn đúng rồi ngươi tìm đến ta có chuyện gì nha cổ đông thần có phải hay không muốn phái ngươi đi thập vạn ma sơn Ta là tới ngăn cản hắn, chỗ đó hiện tại rất nguy hiểm, tuy nói ngươi rất mạnh nhưng ngươi vẫn là đi, Đàng Hoàng tăng lên thực lực." Liễu Mộng Nhi đứng dậy, tay ngọc vuốt ve trầm tường gò má. "Lần trước tại Nam Hoang nơi liền phi thường nguy hiểm, huống hồ ma đạo người khả năng cũng ở bên trong, ta không yên lòng ngươi." Thấy Liễu Mộng Nhi như thế quan tâm hắn, Trầm Tường trong lòng cảm động cực kỳ, hắn cười nói, "Mộng Nhi tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta." mặc dù hắn không cho ta đi, chính ta cũng muốn đi. Khà khà, ta có chút lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trầm tường nặn nặn liễu mộng nhi mặt liền cười cợt lấy ra năm cái hộp ngọc đặt tại một cái bàn mặt trên, hắn thần bí cười nói, mộng nhi tỷ Chính ngươi mở ra xem xem, vì cho tới những đồ vật này, ta nhưng là cực khổ rồi vài tháng. Liễu mộng nhi suy đoán trong hộp ngọc chính là dược liệu trầm tường ở chỗ kia cấm địa ở trong ba tháng liễu mộng nhi đã tới hai lần đều là tìm đến trầm tường chỉ bất quá cổ đông thần nói cho nàng biết trầm tường đang bế quan liễu mộng nhi mở ra một cái hộp ngọc đôi mắt đẹp vừa mở nàng nhìn thấy hoàn hồn thảo cửu nguyên hoa cùng một cái bạch ngọc hạt sen nhưng nàng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì trầm tường bản thân thì có một hạt bạch ngọc hạt sen trước đó cũng đã nói muốn tặng cho nàng nàng phi thường cảm động trước nàng cũng đã nói không muốn bởi vì nàng cảm thấy cái đôi này trầm tường mà nói càng trọng yếu hơn. Bạch ngọc hạt sen trực tiếp ăn cũng có tác dụng rất lớn. Thấy liễu mộng nhi cái loại này đưa tình ẩn tình ánh mắt trầm tường vò đầu cười ngây ngô hai tiếng. Có thể bị thế hệ này nữ hoàng dùng loại ánh mắt này nhìn để hắn nét mặt già nua một đỏ trong lòng vui vẻ cực kỳ. Liễu Mộng Nhi thấy loại người như hắn dáng dấp nở nụ cười xinh đẹp tiểu bại hoại, ngươi hữu dụng liền giữ đi, ngươi là luyện đan sư. Chuyện này đối với ngươi tác dụng càng to lớn hơn. Trầm tường một mặt thần bí, tiếp tục nói, lễ vật còn có, ngươi kế tục xem. Liễu Mộng Nhi cũng âm thầm hiếu kỳ. Trầm tường đón lấy còn có thể chuẩn bị cho nàng cái lễ vật gì, nàng lại mở ra một cái hộp ngọc lần này nàng sợ ngây người. Bởi vì bên trong cũng là hoàn hồn thảo cửu nguyên hoa cùng bạch ngọc hạt sen đây cũng là luyện chế vẫn mệnh đan ba loại vị thuốc chính tài tập hợp một phần đều phi thường khó khăn chớ nói chi là hai phân vẫn mệnh đan nhưng là địa cấp thượng phẩm đan này tại thần vũ trên đại lục là rất ít từng xuất hiện liễu mộng nhi nghĩ không hiểu trầm tường là thế nào cho tới nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt cười cợt trầm tường chỉ thấy trầm tường lại ra hiệu nàng kế tục mở ra hộp ngọc mở ra cái thứ ba hộp ngọc sau khi Liễu Mộng Nhi triệt để ngây ngẩn cả người bởi vì trong này vẫn là một phần vẫn mệnh đan dược liệu. Nàng cái kia to thẳng lồng ngực hơi chập trùng, nàng rất là cảm động, trầm tường đưa cho lễ vật của nàng quá quý trọng. Điều này làm cho nàng lúc này cảm nhận được trầm tường đối với tâm ý của nàng. Nàng chấn định lại sau khi lại tiếp tục mở ra hộp ngọc bên trong vẫn mệnh đan ba loại vị thuốc chính tài, lần này nàng đã có chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn là không khỏi kinh ngạc nàng đoán cuối cùng một phần khẳng định thì cũng thôi cái thứ năm hộp ngọc mở ra sau khi nàng hai mắt nhắm nghiền mâu hít một hơi thật dài ở trong đó cũng là luyện chế vẫn mệnh đan ba loại vị thuốc chính tài chẳng qua là địa ngục linh chi thay thế bạch ngọc hạt sen trầm tường bước qua đem cảm động đến đôi mắt ướt át mỹ nhân kéo ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi ta không muốn mất đi ngươi ngươi muốn thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp liễu mộng nhi cũng ôm chặt trầm tường mặt kề sát ở trầm tường lồng ngực nàng thở dài nói tiểu bại hoại ngươi biết nếu như hoa hương nguyệt phát huy đến được đây cũng là năm hạt vẫn mệnh đan hẳn là được rồi đi ngươi sau đó đừng đối với chuyện này diện có quá nhiều lo lắng ngươi nhất định có thể vượt qua niết bàn kiếp trầm tường cổ vũ nàng ừm niết bàn kiếp quả thật làm cho ta cảm thấy sợ hãi sau đó ngươi sẽ hiểu rõ ta chỉ là không muốn đến thời điểm cho ngươi thương tâm cho nên cho nên ta mới có thể tách ra ngươi. Liễu Mộng Nhi thấp giọng nói, trầm tường cười cười, lấy ra hoàng cẩm thiên cho hắn cái kia âm dương cầu, bên trong là hữu quan với Liễu Mộng Nhi độ kiếp lúc chuyện sẽ xảy ra. Đây là cái gì? Liễu Mộng Nhi sau khi nhìn thấy, cau mày hỏi, ngươi cầm, dung hợp ở trong đầu. Đồ vật này cũng là ta ăn rất lớn vị đắng mới cho tới. Trầm tường nói nhưng là nói chuyện. Liễu Mộng Nhi suy đoán đây là truyền thừa thạch loại hình đồ vật có thể nhanh chóng khiến người ta học được những thứ gì lợi hại võ công nàng lập tức nghe theo cầm cái kia âm dương cầu thả ra thần thức rất nhanh cái kia âm dương cầu biến mất không thấy liễu mộng nhi cũng đầy mặt khiếp sợ chuyện này đây là liễu mộng nhi cả kinh nói không ra lời bởi vì nàng có thể rõ ràng biết nàng niết bàn thứ bảy kiếp lúc đối mặt kiếp nạn biết những này có thể làm cho nàng càng dễ dàng hơn đối mặt Niết bàn kiếp khủng bố một mặt liền lại với không biết đều sẽ có nhiều kiếp nạn mặc dù nguyên bản có năng lực ứng đối. Cũng sẽ bị những này đột nhiên xuất hiện các loại kiếp nạn cho dằn vặt đến chết. Đừng nói đi ra, trầm tường vội và ngăn cản nàng, người nói ra liền không cho phép. Chỉ có thể chính ngươi một người biết. Liễu Mộng Nhi lập tức gật đầu, nàng hạ thấp giọng hỏi, tiểu bại hoại, hoàng cẩm thiên đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? hắn có thể báo trước niết bàn kiếp sự tình ta cũng biết đây là ta cha mẹ nói cho ta biết trầm tường bị giam nhập quá cái kia thái vũ môn có tiếng cấm địa hoàng cẩm thiên cũng một mực cái kia cấm địa bên trong liễu mộng nhi trước đó liền khẳng định trầm tường khẳng định cùng hoàng cẩm thiên có quan hệ bởi vì nàng có thể nhìn ra trầm tường âm dương thần mạch trầm tường chỉ là hít thở dài liễu mộng nhi cũng than nhẹ một tiếng yên tâm đi ta sau đó sẽ cố gắng bảo vệ ngươi Liễu Mộng Nhi hiện tại khẳng định Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên là thầy trò quan hệ, Hoàng Cẩm Thiên chuyện năm đó nàng biết rõ. Bởi vì nàng cha mẹ thường thường nhắc lên, Mộng Nhi tỷ ta đưa cho ngươi nhiều như vậy lễ vật, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Trầm Tường một tay đem Liễu Mộng Nhi lâu quá chặt chẽ, cười xấu xa nói, Liễu Mộng Nhi mặt ngọc trên hơi đỏ lên, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu, chủ động cùng Trầm Tường hôn lên. Nguyên bản Liễu Mộng Nhi liền dự định vẫn bổ ra trầm tường. Mãi đến tận nàng vượt qua niết bàn kiếp vì đó, nhưng nàng vừa được biết thập vạn ma sơn sự tình sau khi liền phi thường lo lắng trầm tường cũng sẽ đi nơi nào điều tra. Đứng ngồi không yên nàng chỉ có thể đến tìm trầm tường một chuyến, nhưng không nghĩ tới trầm tường nhưng tiêu trừ nàng đối với độ niết bàn kiếp sợ hãi, lúc này Liễu Mộng Nhi hoàn toàn thả ra. Cùng trầm tường thâm tình tích hôn liễu mộng nhi không biết mình cùng trầm tường hôn môi bao lâu nàng đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình bị một con phôi tay vuốt ve điều này làm cho nàng dường như giống như bị chạm điện không khỏi thân thể mềm mại run lên bản năng lui lại được tiểu bại hoại ngươi càng ngày càng tệ ngươi này đều là học của ai liễu mộng nhi gắt giọng với ai học trầm tường cảm thấy đây là vô sự tự thông hắn cảm thấy nữ nhân lồng ngực vốn chính là cho nam nhân mỏ bằng không lớn như vậy làm gì hơn nữa còn tốt như vậy mỏ thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau